Hello tất cả anh em nha, chào mừng anh em đến với kênh mua bán của Huy Xe nha. Nay xin giới thiệu anh em con hàng tiền ít thịt nhiều đó, lên bộ tem chùm màu xanh dương này rất đẹp luôn anh em ạ, xanh da trời á, mà xanh da trời kiểu đậm đậm á, nó anh em nhìn đó, 28.500.000 KBR 125 đó, xe Trung Quốc nha anh em, anh em đừng có sao nói vậy anh em ạ. Đó, anh em nhìn đẹp không, lên bộ tem này quá đẹp luôn. Đó, xe thì zin toàn bộ anh em ạ, chẳng có lên cái gì hết. Để mình tư vấn cho anh em vì sao nên mua xe này, vì thứ nhất rẻ, thứ hai sport, vì với cái số tiền 28.500.000 anh em sẽ không buồn con sport nào hết đó, thứ ba là dáng đẹp đó, thứ tư là chạy cũng sướng lắm anh em ạ, mình từng chạy con này rồi và mình biết được cái chất lượng của nó nha anh em, chạy rất là sướng luôn. Hộp số 6 cấp, 6 số nha anh em ạ. Có báo số trên đồng hồ luôn. Đó. Anh em thấy mình lên bộ tem mà đẹp không? Đó. Nhìn trông rất gấu anh em ạ. Anh em nào mà tài chính hạn hẹp á thì có thể chơi loại này. Nói chung là ngon, bổ rẻ. Tất cả những cái thứ mà dễ sơ nhất trên đời nó nằm ở con xe này anh em ạ. Đó. Ngon bổ rẻ là đây, đây chứ đâu. Ok, nổ máy cho anh em đây. Xe đi 17.000 nhá. 2016 đi 17.000, xăng full bình. Thầm anh em ạ, máy móc thì bao zin luôn nhá, chưa có đụng chạm gì hết, anh em nghe không, đang nổ máy đấy mà rất là êm luôn. Rồi em nhìn đồng hồ tua nó quay là rồi, ok để chi tiết lại cho anh em một lượt nhá. KBR 125, xe 6 số nha anh em, mới lên bộ tem chùm khá đẹp luôn. Đó, không chảy xước gì hết, máy móc bao zin cho anh em luôn. Giá hiện tại cửa hàng đang bán là 28.500.000 nha anh em. Đó. Ngon bổ rẻ là đây chứ đâu anh em ạ. À. Anh em nào thích thể loại này thì cứ điện thoại cho mình nha, 0974847553. Địa chỉ cửa hàng là 52 Lê Hồng Phong nha anh em, Tân Đông Hiệp, Di An, Bình Dương. Có rất nhiều xe cho anh em lựa luôn. Anh em nào thích mình làm xe gì thì cứ comment bên dưới mình làm nha. Ok, nhớ đăng ký kênh của mình nha anh em. Tạm biệt nha.